nhà. Thì là ngày mới nhiều xin chúc cả nhà được nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui nha cả nhà. Thì lâu rồi mình cũng không có ra được cái video nào mới hết cả nhà ơi. Thì hôm nay mình đi làm đó cả nhà. Thì mình hôm nay mình đi làm gì sớm rồi với hồi trưa này đó, mình trong khi mình đi làm đó mình phát hiện ra được một cái bụi cây này nó mọc qua trên tường đó cả nhà. Tường bê tông mà tự nhiên mình đi ăn cơm mà đi làm nên ăn cơm đó mình thấy cái bụi cây này nè cả nhà. Cái nó mọc ở trên mà trên tường bê tông á, cho nên là mình thấy nó giống như là cây lan vậy đó. Nhưng mà nó nửa giống cây lan mà nửa giống cái cây gì nữa, mình không biết là cây gì luôn. Thì mình sẽ quay cho cả nhà xem mấy cây này coi cái cây này cái gì nha. Cả nhà coi cho mình biết là cây này là phải là cái loại lan không nha. Nó rất là lạ, mình thấy nó rất là lạ cho nên là mới bứng nó về. Rồi mình để trồng thử coi nó sao nữa. Để mình quay sơ qua cái cây này cho cả nhà xem nha. Nhìn cái cây này nó rất là lạ nè cả nhà. Cả nhà xem nè. Cái rễ của nó nhìn rất là cái ăn loại cây lan luôn cả nhà. Nó cũng có cái củ nè cả nhà, cái tách là cách lời của nó nè. Nó có cái củ nữa. Nhìn nó giống như là cái lan vậy nó mà lá là lá như thế này. Đây là tổng của nó nè cả nhà. Đây là nó chùm rễ nó là vậy nè. Nó sống ở trong đá không chứ không có phân đất gì chứ. Trong cái vách tường bê tông mình bứt ra là bao nhiêu đây nè cả nhà. Được chùm vậy nè. Thấy nó rất là lạ luôn. Mình thấy nó lạ quá, giờ mình bứng về mình trồng rồi mình hỏi cả nhà xem coi là cả nhà có biết cái loại này phải là cái loại lan không nha. Nhìn nó rất là lạ luôn. Mình thấy xung quanh nó không có cây nào mà giống như cây này chứ, nhìn nó rất là lạ cho nên là mình bứng về mình trồng thôi chứ thực tế là mình cũng chưa biết nó có phải là cây lan hay là cái gì hay không nữa. Mình thấy nó rất là lạ. Để mình quay rõ đi cho cả nhà xem nha. Đây là cả nhà. Đó là cả nhà. Cái toàn cái cây của nó luôn nè cả nhà ơi. Từ dưới rễ nó lên nhìn cái rễ nó rất là giống như là cây lan vậy đó. Thân nó nè cả nhà. Cũng có củ nữa. Mà đặc biệt là nó mọc mà ở trên cái bê tông mà đá nó không có nước hết trơn, không phân phối, nó sống như là cây lan vậy đó. Mình thấy nó rất là lạ cho nên là mình mới bứng nó về trồng. Đó cả nhà. Để mình ra mình hỏi thử tí, mình coi tí mình biết cái cây này là cây gì không cả nhà. Tí mình cũng có trồng kỹ sơ để coi tí mình đi đây đi đó coi tí mình có gặp được cây lan này không nha. Để mình lại mình hỏi tí mình cả nhà ơi. Cả nhà thấy cái cây này rất là lạ luôn nè. Rồi mình lại tí này. Tí ơi. Nè. Tí có biết cái cây này là cái gì không nè? Nè. Lạ lắm, con thấy nó lạ lắm. Nhìn này các bạn, nè, cái coi coi. Cái này cái gì ngon á? Tí coi coi. Này giống cây lan quá, biết lan nó giống cây lan quá. À, lan tí. Đấy, cái này cây lan, cái lan gì đây nè. Nó ngộ lắm nhìn nó lạ lắm nè, không biết cái gì có cái này. Cái cây cũ nó giống như củ lan mà nó nhỏ xíu mà rễ nè gan rễ lan luôn, không khác rễ lan chút nào vậy đó. Mà cái lá nó rất là ngộ nữa. Lan này lan gì tao không biết ra. Tí nhìn không ra cây gì không biết hả? Không biết cái lan này lan gì. Lạ không? Có mùi hả? Không có mùi. Có mùi nó mọc ở trong đá tí, nó mọc ở trong đá trong cái tường bê tông con lấy hồi trưa con đi làm con lấy về á. Cái này cái nhà biết cái gì không cái nhà? Lạ lắm. Cái lan này biết cái lan, nó giống lan nè. Giống lan không? Nó có củ nè. Củ nè. Bộ rễ này nè, bộ rễ này nó ở trên ở trong đá hả? Trong cái tường bê tông nó vách tường á. Nó ở trong kiểu như là nó không phải sống ở trong đất mà ở trong tường bê tông vậy đó. Kiểu như là sống tương tự như ở trên vách đá vậy đó. Rễ này nó sống gì, nó sống khô mà giống gì đáng tươi đẹp quá nhà cả nhà ơi. Không nhìn nó giống cái lan thiệt cái tí cũng thấy. Lan giống lan thiệt nhưng mà không biết là phải cái lan không à. Tí không biết hả? Không, cái lan biết lan gì thì này mình không biết được. Thì nó lạ. Mình hỏi người ta coi. Cả nhà xem cái này mà cả nhà coi có ai mà gành về lan đó cả nhà. Cả nhà cho mình biết coi ra đây có phải cái loại lan mà nó là cái tên gì không cả nhà. Cái này để mình trồng mình thí nghiệm coi coi cái này thấy nó có bông không. Làm giống thế nó gì không coi nó là cây gì. Bông nó vàng sao. Này cả nhà coi kỹ cả nhà. Rất là lạ luôn. Nửa giống lan mà nửa giống cái gì nó ngộ lắm. Đa số giống lan là nhiều. Là trong đường ngồi trong mát không ngoài nắng. Ngoài nắng. Ngoài nắng chảng luôn. Hồi trưa giờ cũng bứng hồi trưa giờ nó đâu có éo đâu đi coi xanh bình thường vậy luôn á. Nó sống ở này cũng như sống như cái bộ rễ này như cái chùm gởi như cả nhà. Cái gian chùm gởi mà không biết cái gì à. Thường thường nó kêu cái dáng bay, cái dáng bay thì khác, cái dáng bay nó cũng đen tường vậy đó. Cái này không phải. Cái dáng bay cái dáng bay. Nó lạ thế. Cái lan gì á. Bán ra luôn, nhìn nó rất là lạ. Cái mục lum nè. Đó nó nhảy mục, nó nhảy con rồi là nó nhảy con nó mọc tí từ lưa luôn tới. Cái này để trên chồng coi nó thí nghiệm nó coi sao. Nó cái bụi nó mới lớn, nó cây nó không có bự nhưng mà
một con nó nhóc chưa đẹp, nó không biết cái nó như là sao mình chưa biết, biết nó có hoa không mình cũng chưa biết nha. Ba mà con cũng chưa biết nó phải là lộ lan hay là, mà đa số nó chắc là họ lan, nhìn nó gắt là giống cái lan. Lan là biết lan gì vậy nè, không phải là lan gửi, ai kêu lan gửi đâu phải. Này cũng như cây giống thịt, cái bộ rễ như gian cái gì gửi mình đó. Cả nhà xem cây này mà cả nhà giúp cho mình một lượt chia sẻ để cho mọi người biết đơn mình biết được cái tên của cái loại cây này cả nhà ơi. Chứ mình giờ mình cũng rất là cái biết này, được cái tên của cây này để mình trồng nó cả nhà. Cây này giống cái giò lan này, cái củ nó cũng lan nè. Nó rất là lan, là lan nè. Không giống thiệt, giống là lan thiệt không biết. Cũng như là cũng lan nè. Mà không biết cái tên gọi của nó. Tên của nó tên gì sao? Biết nó có ra bông không nữa mới. Để nó mình thí nghiệm cho coi trồng thời gian nó ra qua đâu có cỡ nào. Trồng thử ha. Ừ, thí nghiệm. Không dính đất luôn cả nhà, không có đất. Đây trong đá nó không có dính đất luôn nè, sạch trơn luôn, sống vẫn mập đang, vẫn mập tươi luôn, tươi xanh luôn á. Hồi trưa giờ mà không héo lá nó bình thường luôn, nó không có đổi màu vậy á. Con bứng hồi trưa tới giờ mà nhìn rất là giống lan. Thế đấy, cái nào cái đó gọi lan đột biến kia. Cái này đi nữa thì đi nữa, sao mà coi mình hỏi đàng hoàng con ta biết không? Nó nửa có củ mà nửa có thân nữa. Rồi nửa chừng nào mà nó có giao qua, mình coi có giao qua hay không vậy mới đầu mình nó biết, nó dần dần hỏi người ta mình mới đặt tên cho nó. Mình muốn trồng cái khác nhiều á. Mình mới đặt tên lan này, chứ mình này mình chưa biết tên nó tên gì. Biết nó gọi là giống lan thôi, giống họ lan thôi nhưng mà chưa biết là lan gì nè. Lạ quá trời. Hồi trước giờ tiếng đâu gặp không? Không không. Rất là lạ. Lạ nè. Kỳ quá. Thấy ngộ. Ông lẽ cái lan dứa. Lan dứa là gì? Lan dứa, lá này vàng lá dứa nè. Là giống lá dứa hả? Giống vàng lá dứa nha. Lá nó dài, lá nó dài. Là như vậy là lan dứa nha ơi. Lá nó xanh mà nó dài. Theo mà thí nghiệm của tôi giờ biết cái lan này nó là cái lan dứa chứ không phải là lan nhận biết của tía là cái lan dứa. Ừ. Nó sống nguyên chùm luôn nha tía, nhưng mà có cái cây đó là cũng cái nó gời ra cái cây dầm vàng lá dứa mà gì đó. Này thấy không? Lá dứa mà bánh rồi đó. Vàng lá dứa vậy đó. Là chắc lan dứa. Để tí trồng riêng là cái giống cái này chắc trồng không cần phân đâu, cái đá ở trên đá trên cây trồng mình trong bê tông tại con bướm là trên đá mà cái này để sống bằng cách theo cái vụ mà cái chất riêu của cái riêu của mà thằng bê tông á, sống cái riêu á thì mưa xuống đóng riêu đó trong bê tông nó dọn đầu nó ảnh hưởng cho cái này nè. Là tí thấy nó lạ không? Ừ, trước giờ tí đâu gặp, nó chưa gặp nó này nào không gặp này là con phải nhờ cả nhà anh xem đang cho mình biết cái tên này cả nhà, chứ mình giờ là không biết cái tên nó cây gì luôn. Nó giờ con giờ thấy cái lá của nó vàng lá dứa đó mà chưa biết là cái lan gì. Lá này vàng lá dứa. Nhìn nó ngon. Vàng lá dứa. Giờ sọc cái là dài mà nó xanh luôn, từ ở dưới cái thằng chỉ có rễ trắng thôi, còn như là thằng nó xanh toàn thằng xanh hết luôn. Xanh toàn thằng hết luôn đó tía. Cái này lan dứa. Củ lá thì xanh hết luôn. Cái này nữa mình trồng thí nghiệm mình lấy nhánh nhỏ mình trồng thí nghiệm trước đi. Thì nó nhảy con vậy đó. Ừ, nó trồng riêng con hai trồng một nhánh riêng để coi cái độ nhảy con của nó là bao nhiêu. Độ nhảy con thì coi độ bông của nó ra sao mình chưa biết. Thì coi cái độ bông của nó ra nữa ra sao nữa. Cái con nhóc cho cả nhà ơi, cái nhà lú nhóc cho. Nhìn nó lạ, mới chắc cái này ngồi con thấy nó lạ, con bứng về này nhìn cũng giống na ná như cái lan vậy đó. Hay sao cái gì hả? Kêu lật nó nếu sao này có đặt sao lan dứa quá. Mà đặc biệt nó mọc ở trong tường nó mới ghê chứ, đâu phải nó mọc ở ngoài đất đâu. Cái này kêu lan dứa chứ không phải. Thì nãy giờ tía mình cũng không biết nó là gọi cây lan gì luôn nè cả nhà ơi. Mình thấy cũng rất là lạ nữa. Nãy giờ mình với tía mình lại mình hỏi tía mình cũng không biết nó là cây lan gì luôn nữa. Nè cái nhà nó cái chậu nó mọc lên nè cả nhà, chậu non nè cả nhà. Đó. Chậu nó xanh nè cả nhà, thấy có không? Đó. Nó nhảy nè. Nhảy con vậy nè. Rất là lạ luôn, mình thấy nó rất là lạ cho nên mình quay clip này là mình chia sẻ lên cho mọi người cùng xem. Rồi cả nhà xem cây lan này, nếu mà biết cái tên này thì chia sẻ comment cho mình biết cái tên lan nha cả nhà. Giúp mình chia sẻ cho mình biết được mà cái tên cây lan này luôn cả nhà ơi. Rồi có ai mà gần về lan nó cho mình biết được cái tên của cây lan này phải là cái loại lan không cả nhà. Thì cái clip hôm nay mình chỉ chia sẻ đây cả nhà, là mình chỉ gặp được cái chậu lan, cái cây lan rất là lạ thôi cả nhà ơi. Thì mong được cả nhà comment cho mình được cái tên của cái loại cây lan lạ này nha cả nhà. Nhìn thấy rất là lạ. Cả nhà xem mà nếu biết được cái tên của cái chậu lan này đó thì cả nhà giúp cho mình một comment.
cho mình biết được cái lan này tên là lan phải là lộ lan hay không, hay là nó là cái gì nha cả nhà. Mình cảm ơn cả nhà nha, thì mình xin được dừng clip ở đây nha cả nhà. Chúc cả nhà được ngày mới được nhiều sức khỏe nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong những clip sau nha cả nhà. Bye bye cả nhà.